Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Mùa hè 2024 đã đến rất là gần rồi. Nhu cầu lắp đặt điều hòa của các bác thì ngày càng tăng cao. Các bác rất là muốn siêu thị điện máy Ecomart hãy so sánh các dòng điều hòa, các thương hiệu để các bác có thể có cái nhìn nó tổng quan hơn. Để các bác có thể lựa chọn những hãng điều hòa nào phù hợp nhất với thứ nhất là nhu cầu nhà mình, thứ hai là phù hợp với giá cả và điều kiện. Thì ngày hôm nay trong video này, siêu thị điện máy Ecomart sẽ so sánh cho các bác dòng điều hòa của thương hiệu Panasonic giữa hai mã là mã U và mã XU. Thì mã U hay là mã XU thì đều có một cái điểm chung, đó là đây đều là model ra mắt cho các bác vào năm 2023, sản xuất liên tục cho tới nay. Dòng U đuôi ZKH thì sẽ là dòng điều hòa sang trọng, còn dòng XU đuôi ZKH thì sẽ là dòng điều hòa cao cấp. Với dòng U thì sẽ có U9 ZKH dùng cho phòng có diện tích dưới 15m2, U12 ZKH dùng cho phòng có diện tích dưới 25m2, U18 ZKH dùng cho phòng có diện tích dưới 35m2 và U24 có diện tích phòng cho phòng dưới 45. Còn dòng cao cấp thì sẽ là XU9 ZKH, XU12 ZKH, XU18 ZKH và XU24 ZKH. Thì tùy thuộc vào cái diện tích phòng của các bác mà các bác lựa chọn điều hòa sao cho phù hợp nhất. Khi mua điều hòa thì các bác lưu ý là các bác nên mua điều hòa nó phù hợp với diện tích phòng. Bởi vì là rất nhiều các bác hàng khi mua điều hòa, các bác có thể mua điều hòa có cái công suất lớn hơn so với diện tích phòng. Nếu lớn hơn thì nó sẽ khá là mát, nhưng nó lại có cái nhược điểm là cái chi phí đầu tư ban đầu khá là tốn kém. Thứ hai là các bác dùng nó sẽ bị tốn điện hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là điều hòa to bao giờ thì cái công suất điện của nó tiêu thụ nó sẽ khá cao hơn so với điều hòa nhỏ. Chính vì vậy mà các bác nên mua điều hòa phù hợp. Còn nếu như mà các bác mua điều hòa nó quá nhỏ so với phòng thì nó cũng không đủ mát. Đấy ạ. Thế là cái lý do vì sao mà trước khi mua điều hòa các bác nên cung cấp cho người bán hàng cái thông tin về phòng và cái nhu cầu mà muốn mua để các bác có thể lựa chọn những chiếc điều hòa sao cho phù hợp nhất. Bây giờ sẽ so sánh và đánh giá hai mẫu điều hòa này cả nhà mình nhé. Thì cũng ngay từ đầu cũng nói với các bác về cái điểm giống rồi. Thì cả hai mẫu điều hòa này thì đều là mẫu điều hòa cao cấp của dòng Panasonic và được nhiều người mong muốn lựa chọn. Với mẫu điều hòa U đây ạ, mẫu điều hòa U hay là mẫu điều hòa XU thì về thiết kế đều sẽ là chất liệu nhựa cao cấp cho các bác, có cái màu trắng ngà ngà. Thứ hai là chất liệu nhựa của nó sẽ là nhựa sần các bác nhé, nhựa sần cho em ạ, không phải là nhựa bóng hoàn toàn. Ưu điểm khác biệt của cái mẫu U và dòng XU là gì? Dòng U thì sẽ không được bo viền bằng màu bạc như này, còn dòng XU thì sẽ đều được bo viền hết xung quanh của điều hòa bằng lớp màu bạc cao cấp như này. Đấy, đây là cái điểm nhấn để tạo nên cái sự khác biệt giữa dòng U và dòng XU. Thứ hai là điểm khác biệt tiếp theo là về tính năng. Về tính năng của dòng này thì cả hai dòng đều sở hữu những cái công nghệ rất là tiên tiến và được nhiều khách hàng lựa chọn. Với dòng U9 ZKH thì đầu tiên sẽ có cho các bác sẽ là có Nano X. Thì Nano X của điều hòa U9 thì đây là đã là dòng điều hòa cao cấp rồi. Thì với cái dòng điều hòa U9 này, nó sẽ có cho các bác Nano X. Nano X của nó sẽ là Nano X thế hệ thứ 2. Nano X thế hệ thứ 2. Thì với Nano X thế hệ thứ 2 này thì nó sẽ giúp các bác thứ nhất là diệt vi khuẩn, thứ hai là khử mùi cho các bác. Nhưng với cái dòng này nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều so với cái dòng XU cao cấp kia. Vì đây là Nano X thế hệ thứ 2 cho nên là nó phải mất 8 giờ để nó ức chế được 99% vi khuẩn. Nấm mốc thì nó sẽ diệt cho các bác trong vòng 6 giờ. Thứ hai là nó sẽ giảm khử mùi, ví dụ như là mùi ẩm mốc hoặc là mùi phấn hoa, nó sẽ giảm 1,7 cấp mùi trong vòng 1 giờ. Còn dòng điều hòa XU cao cấp thì nó cũng có Nano X, nhưng Nano X của nó sẽ là Nano X thế hệ thứ 3. Hiện nay Nano X thế hệ thứ 3 thì đã là dòng Nano X cao cấp nhất. Với cái vấn đề thứ nhất như là ức chế vi khuẩn thì nó sẽ nhanh hơn gấp 4 lần so với dòng U. Với dòng XU thì nó chỉ mất cho các bác trong 2 giờ để ức chế được 99% vi khuẩn. Nấm mốc thì chỉ mất trong 2 giờ thôi, còn khử mùi thì nó chỉ mất có 15 phút thôi. Chính vì vậy mà cái dòng XU nó sẽ cao cấp hơn một chút về cái Nano X. Nó sẽ gấp 4 lần luôn. Thứ hai là về tính năng Inside Cleaning.
Inside Cleaning thì đây sẽ là tính năng vệ sinh bên trong giàn lạnh. Thì với cái tính năng vệ sinh bên trong giàn lạnh này thì cả hai dòng U và dòng XU nó sẽ là giống nhau các bác nhé. Đều vệ sinh bên trong giàn lạnh và bảo diệt cái vi khuẩn cũng như là nấm mốc cho các bác. Đặc biệt hơn là với cái dòng XU thì cái tốc độ của nó sẽ nhanh hơn và các bác có thể bật tắt được. Còn cái dòng U thì nó sẽ là liên tục. Thứ hai là về điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa kết nối wifi thì cả hai dòng này đều sẽ là có kết nối wifi giống nhau ạ. Đều có kết nối wifi giống nhau. Tiếp theo là có cái tính năng kiểm soát độ ẩm. Thì nhiều bác hay hỏi là kết nối wifi này có khó không? Thì mọi năm thì cái kết nối wifi khá là khó, các bước khá là phức tạp, nhiều bác không thể làm được. Nhưng với dòng XU và dòng U của năm 2023 thì cái kết nối wifi này khá là đơn giản. Các bác chỉ cần có thể là quét mã thôi là ai cũng có thể kết nối được rồi, rất là tiện lợi. Bên cạnh đó thì với cái dòng điều hòa U và dòng XU thì nó sẽ có thêm cái tính năng là kiểm soát độ ẩm ạ. Đều có tính năng kiểm soát độ ẩm. Tính năng đó là tính năng humidity. Thì với cái tính năng này nó sẽ duy trì cái độ ẩm cho các bác ở mức 55% đến 60% độ ẩm trong không khí, để tránh cái tình trạng các bác bị khô da hoặc là khô tóc. Đấy là cái ưu điểm của điều hòa Panasonic mà hiện nay rất là nhiều các thương hiệu khác đều có nhưng sẽ không bằng. Bên cạnh đó thì với cái tính năng humidity này còn có trên các chế độ như là chế độ IL2X này, chế độ làm lạnh nhanh này và chế độ The Remote. The Remote này thì các bác biết nó là chế độ hút ẩm rồi đúng không ạ? Nhưng mà tại sao đã có hút ẩm rồi lại có kiểm soát độ ẩm thì nó là như thế nào? Thì với cái hút ẩm tại sao lại có kiểm soát độ ẩm? Bởi vì sao? Bởi vì cái tính năng hút ẩm này nó sẽ không dừng lại, nó sẽ không cảm biến được cho các bác là như thế nào là phù hợp, mà cái tính năng này thì nó cứ hút và hút thôi. Nhưng với cái điều hòa dòng cao cấp tức là dòng U và dòng XU thì có thêm humidity thì nó sẽ kiểm soát độ ẩm cho các bác để duy trì cái độ lạnh sao cho nó hợp lý nhất. Thì đấy là cái dòng ưu điểm của cái dòng điều hòa U và dòng XU. Bên cạnh đó về cái xuất xứ thì đều là hàng Malaysia và bảo hành cho các bác là 1 năm toàn máy và 7 năm cho máy nén. Về giá thành của dòng điều hòa này, về giá thành của dòng điều hòa U thì nó sẽ dao động cho các bác với dòng 9.000 sẽ rơi vào khoảng từ 11 triệu rưỡi cho đến khoảng giá là khoảng hơn 20 triệu đối với dòng 24.000. Còn dòng XU thì giá nó sẽ dao động cho các bác khoảng từ 12 triệu rưỡi cho đến khoảng hơn 24 triệu. Thì hiện nay khi mua điều hòa tại siêu thị điện máy Ecomart bên em đều đã tặng trọn gói công và tước đặt cho các bác rồi. Các bác sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề lắp đặt nữa, bởi vì bên em đã lắp đặt miễn phí cho nhà mình rồi, tặng trọn gói công và tước đặt cho các bác. Còn bây giờ cái phân vân của các bác là nên mua U hay là nên mua XU thì cả hai dòng điều hòa này đây đều là dòng cao cấp và dòng sang trọng của Panasonic. Khi các bác quyết định mua dòng này tức là các bác đã có đủ điều kiện kinh tế để sở hữu nó rồi. Thì bây giờ để mong muốn là mua mẫu nào thì nếu như hai dòng này nó sẽ khác biệt cho các bác về cái Nano X thôi ạ. Khác biệt cho các bác về Nano X thế hệ thứ hai. Vì hai dòng này nó chỉ khác nhau về cái Nano X thôi. Cho nên là gì? Cho nên là nếu như cái nhu cầu của các bác mong muốn nó khử mùi nhanh này, diệt nấm mốc nhanh thì các bác chọn Nano X thế hệ thứ ba. Còn các bác chỉ cần sử dụng có thêm tính năng Nano X là được rồi thì các bác lựa chọn UZ. Tức là cả hai dòng này nó đang chênh nhau cái giá thành cho các bác rơi vào khoảng 1 triệu. Chênh nhau khoảng 1 triệu thì tùy thuộc vào cái diện tích phòng của các bác và tùy thuộc vào cái nhu cầu mà các bác lựa chọn. Thì nói chung là cả hai mẫu điều hòa này nó đều đã là dòng cao cấp và là dòng thương hiệu của Bana được nhiều khách hàng đón nhận rồi. Cho nên là tùy thuộc vào cái sở thích của các bác mà các bác có thể lựa chọn những cái điều hòa sao cho phù hợp nhất. Vậy là Ecomart đã phân tích, đã đánh giá cho các bác và lựa chọn cho các bác nên mua cái mã điều hòa nào là hợp lý ạ. Thì các bác cần tư vấn cụ thể hơn, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart để bên em hỗ trợ tư vấn để giúp các bác lựa chọn những chiếc điều hòa phù hợp nhất. Thì các bác cần tư vấn thêm, các bác có thể để lại bình luận cho bên em hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.